Thật ra đối với Ngọc á, thì Ngọc nữ trong showbiz này cũng rất là nhiều bạn. Ví dụ như bé Kitty cũng là một Ngọc nữ thế hệ mới nè, hoặc là Trun Vũ nè, hoặc là Nhã Phương nè, rồi Diễm My nè. Tại vì thật ra đây là một cái danh xưng chung dành cho tất cả mọi người, nhưng nếu mà gọi đúng nhất cái tên Ngọc nữ đó thì chắc chỉ có chị Tăng Thanh Hà thôi. Tôi có gửi về mà nhà Huy đặt câu hỏi này cho bé Lan Ngọc. Dạ, bây giờ phải mở ra đây đọc. Nghe cũng ngượng quá ha. Dạ. Bé Lan Ngọc. Đây, nhiều người gọi Lan Ngọc là Ngọc nữ và truyền thông cũng nhiều lần dành danh xưng này cho Lan Ngọc. Lan Ngọc nghĩ sao về điều này? Thật ra là đây là cái điều mà Ngọc cũng đã trả lời rất là nhiều lần rồi, là bởi vì thật ra đây là một cái danh xưng rất là đẹp, ưu ái dành cho những bạn diễn viên tài năng và cũng được lòng của tất cả mọi người. Nhưng mà Ngọc thì luôn luôn có một cái mong muốn rất là lớn, đó là khi mọi người nhớ đến mình thì sẽ có một cái danh xưng riêng dành tặng cho mình. Thì đó mới là cái thành công của Ngọc. Nên từ trước đến giờ thì Ngọc không có dám nhận cái danh xưng đó đâu, là tại vì mình quậy hơn cái chữ Ngọc nữ đó. Mình cũng hơi hả lý la lý lắc, mình cũng hơi có nghĩa là đa dạng ở nhiều cái loại vai khác nhau. Ví dụ như hồi xưa thì Ngọc có đóng tấm cám thì Ngọc cũng mong là mình cũng trở thành một cái ác nữ đỏng đảnh, hoặc là sau này thì có thử sức ở đả nữ nhưng mà cũng không có làm được, là đó rồi xong rồi mình lại làm thêm nhiều cái kiểu vai khác. Nhưng mà thật ra cái mà mình mong muốn nhất đó là một cái danh xưng dành cho bản thân Ngọc, và cái đó thì chắc chỉ có khán giả đặt được cho mình, và các anh chị truyền thông ưu ái thì sẽ dành tặng cho mình. Thì đến lúc đó cậu cũng hy vọng rằng một cái danh xưng riêng biệt dành tặng cho Ninh Dương Lan Ngọc, chứ không chỉ là Ngọc nữ. Và nối tiếp câu này thì bạn hãy hỏi thêm một câu nữa. Vậy thì nếu như Ngọc không nhận mình là Ngọc nữ thì Ngọc nghĩ rằng là trong showbiz này ai là Ngọc nữ? Thực ra đối với Ngọc á, thì Ngọc nữ trong showbiz này cũng rất là nhiều bạn. Ví dụ như bé Kitty cũng là một Ngọc nữ thế hệ mới nè, hoặc là Trun Vũ nè, hoặc là Nhã Phương nè, rồi Diễm My nè. Đấy, tất cả những cái bạn đó đều có được cái danh xưng Ngọc nữ hết. Tại vì thật ra đây là một cái danh xưng chung dành cho tất cả mọi người, nhưng nếu mà gọi đúng nhất cái tên Ngọc nữ đó thì chắc chỉ có chị Tăng Thanh Hà thôi. Chị Tăng Thanh Hà là Ngọc nữ đời đầu tiên. Và đó là một cái danh xưng riêng biệt. Khi mà nhắc tới thì ai cũng sẽ nhớ đến chị Tăng Thanh Hà. Còn tất cả những anh chị em diễn viên còn lại thì ai cũng mong muốn là mình sẽ có một cái danh xưng riêng hết. Cũng mong muốn là khán giả sẽ ghi nhớ ở trong đầu cái tên của mình cùng với lại một cái danh xưng nào đó mà mọi người yêu thương là được rồi. Và 12 năm trôi qua là một cái khoảng thời gian rất là dài dành cho một người diễn viên. Và Ngọc thì cũng không phải là một người đóng quá nhiều phim nữa, nên mỗi lần mà mình cũng lựa chọn lắm. Nhưng mà đôi khi là chắc là cái cơ hội hoặc là cái duyên của mình nó chưa đủ để mà mình gặp được những cái kịch bản nó phát triển hơn, nhiều hơn, hoặc là cái giai đoạn đó. Nói chung là Ngọc thì thường hay dựa vào số trời nhiều hơn. Tại vì mình tính trước nhiều thứ quá thì cũng không có bước qua được. Đấy thì thôi cứ tùy duyên. Nên mà ngày hôm nay thì cũng đã có được một cái dự án và nhận lại được những cái lời đóng góp ý kiến của tất cả mọi người, cũng nhận được những cái sự gọi là khen. Nói khen cũng ngại lắm, tại vì mình không biết là mình làm được bao nhiêu phần trăm ở trong đó, trong lòng của tất cả mọi người. Nhưng mà ít nhất là Ngọc cũng cảm thấy tự hào vì mình đã có được một dự án tốt nữa. Vỗ tay. Bây giờ có một cái câu hỏi các bạn khán giả quan tâm tới Lãnh Thanh về cái con đường sắp tới của Lãnh Thanh như thế nào. Tại vì mọi người nói rằng là có vẻ như là Lãnh Thanh đã tìm thấy được chính mình trong cái dự án này. Tại vì ý là Lãnh Thanh nói Lãnh Thanh đi chỗ này chỗ kia suy nghĩ nhiều, vô định, xong Lãnh Thanh rất là hợp với cái vai dạng như vậy trong điện ảnh. Thì Lãnh Thanh có nghĩ rằng là sắp tới đây mình sẽ đi theo cái định hướng như vậy luôn hay không? Sau một khoảng thời gian mà Thanh cảm thấy mình hơi mất định hướng thì Thanh đã xem lại những sản phẩm mình từng tham gia như là Thưa Mẹ Con Đi hay là Chị Em. Thì Thanh nhận thấy một điểm chung ở trong các nhân vật của mình, đó là cái sự kìm nén của họ quá lâu và gần như là họ đều không được nhiều cái sự chia sẻ hay là quan tâm thấu hiểu. Chính vì thế mà đến một giai đoạn họ sẽ bùng nổ, và sự bùng nổ đấy nó sẽ khiến cho, một là sẽ khiến họ trở nên tồi tệ hơn, hoặc có thể điều đấy sẽ mở ra một con đường mới. Nhưng nhìn chung đều là những nhân vật mang cái sự đè nén về tâm lý và cảm xúc lâu lâu ngày, dẫn đến cái sự bùng nổ đấy. Và khi mà mình bắt đầu đã hiểu ra được cái dạng vai mình có thể thể hiện được thì bắt đầu mình khai thác nó nhiều hơn. Mỗi một sự bùng nổ giống kiểu như bom vậy,
quả bom nhỏ thì nổ một cách nhỏ hơn, thì nhân vật này sẽ nổ theo kiểu này, nhân vật kia họ sẽ nổ theo kiểu kia. Có những người họ thể hiện sự bùng nổ đấy một cách thất vọng, còn có người thể hiện sự bùng nổ đấy thằng tôi muốn ông chỉ cần nói mỗi câu thôi, con ơi con đừng làm thế nữa. Ví dụ như trong phim Cô Gái Từ Quá Khứ này, ông ba chỉ cần nói mỗi câu rằng ba thương mày, mày đừng có như thế nữa, thì có thể mọi chuyện sẽ khác. Nhưng mà vấn đề rằng ông ba cũng không làm được việc đấy. Dù cho ông ấy có làm một giáo sư chăng nữa thì một câu đơn giản là ông cũng không thể làm được. Vậy thì có nghĩa rằng là cái nhân vật của mình luôn luôn, và chính xác hơn là có rất nhiều những người ngoài kia họ cũng bị đè nén cảm xúc như vậy, và chỉ chờ được một ngày nào đó mà có người đó chọc đúng chỗ ngứa là họ sẽ bùng lên rồi. Một dự án nào đó đến với mình đó là cơ duyên đó Huy. Thật ra là mình không có thể nào mà gọi là lựa chọn được quá nhiều đâu. Thật ra là cứ đến với mình giống như là ở bên ngoài cũng vậy, cuộc sống mình gặp gỡ những ai, mình tiếp cận được những điều gì đó là cơ duyên hết trong tất cả mọi thứ. Nói chung là mình cứ nỗ lực hết sức mình, còn lại thì trời đã an bài. Nó là như vậy đó. Dạ, đồng ý.